Xin chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hiện một cú chip tiêu chuẩn mà chúng ta rất hay gặp khi chúng ta tiếp cận cờ không thành công ở trên green. Thông thường cú chip là cú đánh nhỏ ở vị trí sát green, thế nên phần lớn thời gian chúng ta sẽ không tác động lực quá nhiều vào trái bóng. Và khi chúng ta đánh nhẹ, không sử dụng quá nhiều lực thì đường bóng thông thường không cất lên quá bổng. Chính vì thế nên khi chúng ta thực hiện cú chip, các bạn sẽ thấy dễ dàng hơn nếu như chúng ta sử dụng những cây gậy có độ mở mặt gậy đủ lớn. Ví dụ như gậy P, gậy A hoặc là gậy S trong bộ gậy của mình. Với những cây gậy có độ mở mặt gậy đủ cao như thế này thì chúng ta có thể đánh nhẹ nhưng trái bóng vẫn có khả năng bay được lên trên trước khi rơi xuống bề mặt green và sau đó lăn tiếp về phía cờ. Đầu tiên với tư thế setup thì chúng ta có thể cầm ngắn gậy, bởi vì khi các bạn cầm ngắn gậy chúng ta sẽ đứng gần bóng hơn và dễ kiểm soát cú đánh hơn. Với những cú chip như thế này thì chúng ta không cần đánh mạnh, thế nên những cú đánh này không thiên về khoảng cách mà chúng ta chỉ thiên về việc kiểm soát gậy làm sao cho tốt. Vậy thì các bạn nên cầm ngắn gậy lại để trước khi thực hiện cú chip. Đồng thời khi chúng ta đứng vào trái bóng thì các bạn cũng nên thu hẹp khoảng cách giữa hai chân, bởi vì đây là cú đánh nhỏ, thế nên việc thu hẹp hai chân sẽ giúp chúng ta di chuyển phần hông thoải mái hơn. Nếu như các bạn đứng chân rộng quá thì lúc này chúng ta sẽ khó sử dụng phần hông và phần người di chuyển không đều, bởi vì cú đánh này thực ra rất là nhỏ thôi, và khi đó chúng ta sẽ dễ bị một lỗi cơ bản, đó là chúng ta sử dụng phần tay để đánh bóng và khi đấy cú chip sẽ không được ổn định. Vậy thì các bạn nên lưu ý cầm gậy ngắn, đứng hẹp hai chân và đồng thời chúng ta sẽ đưa phần cán gậy sang hướng bên đùi bên trái. Khi chúng ta đưa cán gậy sang đùi bên trái thì việc này sẽ giúp chúng ta đưa đầu gậy tiếp cận vào bóng cho một góc tấn công có phần cắm về phía trái bóng nhiều hơn. Với các tình huống khác nhau thì chúng ta sẽ có thể đổi vị trí bóng, cũng như đổi cách cầm gậy, cũng như việc chúng ta sẽ đổi được hướng tấn công vào trái bóng là đi xuống nhiều hơn hay là đi lướt ngang nhiều hơn. Tuy nhiên với những cú đánh tiêu chuẩn ở địa hình bằng phẳng thì bao giờ chúng ta cũng muốn đầu gậy di chuyển vào trái bóng theo một hướng hơi đi xuống, bởi vì khi đấy chúng ta sẽ tránh được những lỗi cơ bản đánh bạt ngang mặt đất và đánh vào thân bóng. Nếu chúng ta đánh vào thân bóng thì đường bóng sẽ không cất lên, sẽ không có đủ độ xoáy và đặc biệt là lăn rất nhiều. Một lưu ý nữa đó là các bạn có thể lưu ý đưa bóng về phía bên chân phải. Cùng với việc chúng ta đưa cán gậy về hướng đùi trái thì động tác này sẽ giúp chúng ta tấn công được vào bóng theo hướng cắm từ trên xuống, là hướng di chuyển rất thuận lợi để chúng ta dễ dàng tiếp cận bóng chính giữa trên bề mặt gậy, chúng ta sẽ tạo được nhiều độ xoáy và kiểm soát cú đánh sẽ dễ hơn. Về phần kỹ thuật thì các bạn lưu ý, mặc dù đây là một cú đánh nhỏ nhưng sau khi đã đứng vào tư thế setup tốt thì chúng ta nên di chuyển cả cơ thể, cả phần vai và phần hông. Trong khi đó chúng ta cần giữ cho hai tay làm sao thật thả lỏng, bởi vì khi này chúng ta sẽ có một sự di chuyển rất là ổn định và chúng ta có thể áp dụng cái kỹ thuật này với tất cả các tình huống, cũng như việc sử dụng ở những cây gậy chip khác nhau để thực hiện cú đánh ở những địa hình khác nhau. Một lỗi cơ bản tôi thấy các golfer hay mắc phải đó là việc chúng ta sử dụng hai phần cánh tay rất nhiều. Chúng ta giữ gậy rất chặt và sau đó chỉ sử dụng mỗi phần vai và phần cánh tay để đưa gậy về phía trước. Động tác này có phần hơi giống cú putt nhiều hơn, và khi chúng ta sử dụng phần cánh tay cứng như vậy thì đầu gậy sẽ di chuyển vào bóng theo hướng bạt ngang. Khi này thì phần cạnh trước của gậy rất dễ tấn công ngang vào thân bóng và đường bóng sẽ không cất được lên, chúng ta không tạo được độ xoáy backspin và đặc biệt là không kiểm soát được khoảng bay cũng như khoảng lăn của cú đánh. Như vậy một lần nữa, với tư thế setup bóng về phía bên chân phải, chân đứng hẹp, cán gậy hướng sang bên đùi trái, chúng ta cầm ngắn gậy và thực hiện động tác di chuyển bằng cả vai và cả hông. Như đã nhắc ở trước thì các bạn lưu ý, chúng ta luôn luôn muốn đầu gậy di chuyển vào bóng theo hướng cắm một chút từ trên xuống để đảm bảo việc bóng có thể tiếp xúc chính giữa trên mặt gậy. Về phần khoảng cách để kiểm soát cú chip tốt nhất thì các bạn lưu ý chúng ta có thể sử dụng phần vai và phần hông một cách ổn định, tránh việc sử dụng mỗi phần cánh tay, và đặc biệt là với nhịp đánh chúng ta không nên đánh quá mạnh cũng như đánh quá nhẹ. Đặc biệt chúng ta không muốn đưa ủn gậy về phía trước quá nhanh, chúng ta sẽ không thể là kiểm soát được hướng di chuyển của đầu gậy. Với những cú chip nhỏ thì chúng ta chỉ cần di chuyển ở phạm vi rất là ngắn, vẫn sử dụng phần vai và phần người
và đầu gậy của chúng ta sẽ tấn công vào bóng theo hướng từ trên xuống ở một nhịp nhẹ nhàng. Với những cú đánh xa hơn thì các bạn có thể tăng vòng backswing, có nghĩa chúng ta sẽ đưa gậy về đằng sau nhiều hơn, vẫn giữ nguyên nhịp swing như vậy. Bằng cách này các bạn sẽ thấy chúng ta chỉ có một nhịp swing trong tất cả các cú đánh chip, chip nhỏ và chip lớn, thay vì việc chúng ta sử dụng một vòng swing có biên độ giống nhau và thay tốc độ đánh. Khi đấy chúng ta sẽ khó kiểm soát cú đánh hơn rất nhiều. Vừa xong là kỹ thuật chip bóng cơ bản, đó là chúng ta có một vị trí bằng phẳng, một cú đánh đơn giản và các bạn có thể sử dụng những cây gậy, 48 độ để thực hiện một vòng chip với cả phần cơ thể của mình. Và đầu gậy cần di chuyển vào bóng theo hướng cắm nhẹ từ trên xuống để đưa được trái bóng bay lên cao và tạo được độ xoáy. Tuy nhiên cú chip là một cú đánh đòi hỏi độ sáng tạo rất cao, bởi vì thông thường ở quanh green thì địa hình không bao giờ là giống nhau. Thế nên chúng ta đặc biệt cần phải có khả năng biên hóa cú chip của mình. Và một trong những cách các bạn có thể biên hóa đó chính là việc chúng ta sử dụng những cây gậy khác nhau để thực hiện một cú chip. Và đây là lúc rất nhiều golfer tìm được sở trường cho mình, đó là cú chip lăn hay là cú chip bổng. Về cơ bản thì với những cú chip lăn hay chip bổng, chúng ta cũng không nhất thiết phải thay đổi phần kỹ thuật quá nhiều. Các bạn có thể sử dụng những cây gậy có độ mở nhiều hơn, ví dụ như cây gậy 56 độ tương đương với cây gậy sen. 56 là một độ mở rất lớn và thông thường cây gậy này sẽ phù hợp với những cú đánh bay lên bổng, vượt chướng ngại vật. Và với những cú đánh bay lên bổng thì thông thường chúng ta sẽ cần phải đánh lực mạnh hơn để trái bóng có thể bay sát tới vị trí mục tiêu, bởi vì sau đó đường bóng sẽ không lăn nhiều. Với những cú chip lớn hơn như thế này thì chúng ta vẫn giữ vững nhịp swing như vậy. Không có sự khác biệt giữa cú đánh của cây gậy 48 độ hay là cây gậy 56 hoặc là cây gậy 60 độ. Mặc dù cú đánh có thể dài ngắn khác nhau nhưng nhịp swing luôn luôn nên giống nhau. Tương tự như cú đánh trước đấy, tôi vẫn đưa bóng về chân phải, cầm gậy ngắn, hướng sang đùi trái và vẫn sử dụng phần vai và phần hông, tấn công đầu gậy theo hướng từ trên xuống vào trái bóng. Những cú đánh sử dụng những cây gậy có độ mở cao hơn bao giờ cũng tạo được nhiều độ xoáy hơn, và nhiều độ xoáy đồng nghĩa với việc trái bóng sẽ dừng nhanh hơn. Tương tự như thế, các bạn có thể sử dụng cây gậy 52 độ, cây gậy số 9 sắt, cây gậy số 8 sắt. Chúng ta nên biến hóa những cú đánh của mình để chúng ta có nhiều cách đưa bóng từ vị trí bằng phẳng tới vị trí cắm cờ. Và khi đó chúng ta áp dụng vào các tình huống trên sân, ở điều kiện dốc lên hoặc dốc xuống, hoặc là ở những vị trí khó, chúng ta có những cú quả khác nhau và chúng ta có thể áp dụng tùy vào địa hình để có được kết quả tốt nhất. Như vậy, hầu như không có sự khác biệt giữa những cú chip lăn hay những cú chip bổng về mặt kỹ thuật. Chúng ta vẫn giữ vững tư thế setup và thực hiện một vòng swing nhỏ với cả phần cơ thể của mình. Với những cú đánh kể cả chip lăn hay chip bổng thì các bạn lưu ý, ngoài việc chọn gậy, chúng ta vẫn luôn luôn phải cố gắng làm sao để đầu gậy di chuyển vào bóng theo hướng hơi cắm nhẹ từ trên xuống. Chúng ta chỉ nên thay đổi góc độ tấn công vào bóng như vậy ở những vị trí mà bóng nằm ở trên dốc, ví dụ như dốc đi lên hoặc dốc đi xuống, hoặc là khi bóng của chúng ta nằm ở những vị trí rất khó, ví dụ như trong cỏ dày hoặc là ở những vị trí không có nhiều cỏ hoặc là nền đất quá cứng. Chúng ta có thể thay đổi tùy theo địa hình, nhưng về cơ bản, phần lớn với những tình huống khó thì chúng ta vẫn sử dụng cách đánh có phần cắm nhẹ từ trên xuống nhiều hơn. Thế nên đó là một lưu ý mà các bạn nên để ý trước khi chúng ta thực hiện cú chip. Một lưu ý cuối cùng đó là khi các bạn đã nắm được việc chúng ta sử dụng kỹ thuật như thế nào là sở trường nhất, các bạn đánh xuống nhiều hay là các bạn đánh lên nhiều tùy vào tình huống để có được kết quả tốt nhất, thì khi đó chúng ta có thể lưu ý hơn về cách chọn gậy, làm sao để những cây gậy có thể phát huy được hết sở trường của mình. Bởi vì trên thị trường hiện giờ có rất nhiều hãng sản xuất những cây gậy kỹ thuật rất hay, tuy nhiên mỗi một cây gậy kỹ thuật lại phục vụ một cách đánh riêng. Có những cây gậy kỹ thuật thiên về đánh xuống nhiều hơn, có những cây gậy kỹ thuật thiên về các golfer sử dụng để đánh bạt ngang nhiều hơn. Và chỉ khi nào chúng ta chọn được cây gậy hợp với cái cách đánh của mình, các bạn mới có thể phát huy được hết sở trường cũng như kỹ năng của mình ở các tình huống khác nhau. Và khi đó chúng ta mới có thể hy vọng có được kết quả tốt nhất trong tất cả các tình huống quanh green. Với những lưu ý như vậy, chắc chắn các bạn sẽ có những tình huống xử lý thành công ở khu vực quanh green. Xin chào và hẹn gặp lại.